đúng không ạ? Đã theo dõi cái ca bệnh này và đã trình bày cái ca bệnh này trên hội trường. Cái buổi hôm đấy thực sự rất là đáng nhớ bởi vì nó rất là hay, rất là ý nghĩa. Thì đây là một cái ca bệnh mà các bạn đã trình bày, các bạn đã nhìn ở trên slide đấy. Bạn ấy trình bày rất là khoa học, tất nhiên cũng theo sự hướng dẫn của cô một chút. Các bạn cũng đã xử lý một cái ca bệnh vừa dài vừa phức tạp mà lại rất là dễ nhìn, đúng không ạ? Dễ theo dõi. Đây là một cái bệnh nhân nữ 13 tuổi. Bệnh nhân này đã đi khám rất nhiều bệnh viện, ví dụ bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Bùi Viện, khám bệnh viện Trung ương. Bệnh nhân này cũng đã nội soi dạ dày 2-3 lần và cũng đã được điều trị ở khoa tiêu hóa của bệnh viện Nhi Trung ương với cái chẩn đoán là viêm dạ dày HP âm tính. Thế thì cái quá trình diễn biến thì các bạn đang nhìn ở trên slide rồi, và các bạn sẽ nhìn thấy là nó đi qua từ tháng 7 năm 2017 và một năm sau đến tháng 7 năm 2017, và ở cái slide tiếp theo thì nó còn tiếp tục nữa để chúng ta nhìn thấy nó diễn ra như thế nào, đúng không? Thế ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Đầu tiên là tháng 7 năm 2017, bệnh nhân này 12 tuổi, nữ bệnh nhân 12 tuổi, đúng không? Thì bệnh nhân 37 cân. Một năm sau thì bệnh nhân 23 cân. Như vậy thì cái quá trình nó cũng không phải đột ngột ngay tức thì, đúng không? Mà nó cũng diễn ra một cách từ từ. Thế thì ở cái giai đoạn này thì bệnh nhân bắt đầu có kinh nguyệt, rồi sau đó bệnh nhân có tình trạng mệt mỏi, sút cân, rồi rối loạn kinh nguyệt ở cái tháng 11 năm 2017. Thế sau đó, ở đây là tháng 1 đấy, bạn đi nhầm đấy, không phải tháng 11 năm 2017 đâu, tháng 1. Và đến tháng 3 năm 2017 thì bệnh nhân này trọng lượng lúc này sút, các bạn thấy sút đến bao nhiêu? 9 cân rồi, đúng không nào? Đấy. Từ tháng 1 cho đến tháng 3, tức là chỉ trong có 2 tháng thì bệnh nhân đã sút đi 9 cân. Bệnh nhân có các triệu chứng như mất kinh, buồn nôn, rồi ăn rất là hạn chế, mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm và bát nhỏ thôi, đúng không ạ? Rồi đau bụng, rồi táo bón. Rồi 10 ngày mới đi đại tiện một lần. Rồi bệnh nhân rõ ràng bệnh nhân có nhận ra là mình sút cân, ví dụ như bệnh nhân đứng lên cân thì bệnh nhân vẫn biết là bây giờ mình 28 cân. Vẫn đọc được lên là mình 28 cân và vẫn nói rất rõ là trước đây mình 37 cân. Nhưng bệnh nhân thấy là mình vẫn hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, và cái 28 cân này là rất đáng để chấp nhận, đúng không? Sau đến tháng 4 thì cái quá trình bệnh nhân này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn chán, ví dụ như đêm nào cũng khóc, không muốn sống, rồi có ý nghĩ gì ạ, tiêu cực. Nhưng các bạn nhìn thấy nhé, bệnh nhân mệt mỏi, bệnh nhân chán ăn, bệnh nhân cảm xúc như vậy, nhưng bệnh nhân vẫn tham gia học tập tích cực, và bệnh nhân vẫn dự thi Olympic tiếng Anh, và bệnh nhân vẫn được gì ạ, ở trường mà bệnh nhân được giải nhất. Đó, đấy là một cái điều các bạn thấy khác hẳn với bệnh nhân tham gia các hoạt động xã hội, học tập ở trường bình thường. Bệnh nhân luôn luôn chứng minh là mình bình thường, đúng không? Tiếp đến tháng 7, tức là 3 tháng tiếp nữa thì bệnh nhân chỉ còn có 2-3 cân. Và lúc này thì bệnh nhân từ là ăn một bát cơm một bữa, giờ chỉ còn ăn có vài thìa một bữa thôi. Bệnh nhân vẫn biết là mình 2-3 cân, nhưng bệnh nhân thấy rằng là cân nặng của mình như vậy hoàn toàn là bình thường đối với cơ thể của bệnh nhân hiện nay đang có. Và bệnh nhân này đi khám lại ở bệnh viện Nhi Trung ương, vẫn khám ở khoa tiêu hóa chuyển qua khoa dinh dưỡng và khoa dinh dưỡng cho nhập viện, khoa dinh dưỡng bệnh viện Nhi Trung ương chúng ta ấy. Bây giờ đến diễn biến tâm lý thì cái quá trình suốt từ tháng 1 năm 2017 thì bệnh nhân này đã đi điều trị nhiều lần, đi khám nhiều nơi và có những thay đổi về mặt tâm lý, các bạn sẽ nhìn ở trên này, đúng không ạ? Các bạn đang trình bày tương ứng về mốc thời gian. Thì các bạn sẽ thấy là các triệu chứng thực thể thì vẫn đang diễn ra như vậy, nhưng các triệu chứng tâm lý các bạn sẽ nhìn nhá. Thứ nhất là bệnh nhân bắt đầu lo lắng, căng thẳng này, đúng không ạ? Bệnh nhân áp lực để thi cử này, bệnh nhân thấy mệt mỏi này, vân vân. Rồi sau đó bệnh nhân luôn luôn lý lại là vì viêm dạ dày nên là không ăn được, đúng không ạ? Rồi lúc nào bệnh nhân cũng thấy rằng là gì ạ? Cuộc sống rất là bất công với mình. Tại sao là gì ạ? Mình rất muốn ăn chứ, nhưng mà vì đau bụng quá, cho nên mình không ăn được, cho nên mình cân nặng mình bị giảm đi. Nhưng mà mình thì vẫn thấy đấy rất là bình thường, cân nặng của mình vẫn bình thường, đúng không ạ? Và cái sự thay đổi cân nặng thì các bạn về ăn uống thì bệnh nhân cứ thế là tăng dần, các bạn nhìn thấy cái dòng cuối cùng này, đúng không ạ?
bạn lưu ý ở cái ô cuối cùng này, các bạn sẽ nhìn thấy khí sắc của bệnh nhân, đúng không ạ? Bệnh nhân rất lo, bệnh nhân khi hỏi cân nặng là cháu có lo không, đúng không ạ? Bệnh nhân vẫn nói là cháu có lo, nhưng khi nói rằng là cháu không muốn gì ạ, cô dùng cho cháu rất nhiều có thuốc và một số các cái phương thức để cho cháu tăng cân nên không, thì bệnh nhân trả lời là cháu không muốn. Và ở đây đúng không ạ, bệnh nhân kể với một cái giọng rất tự hào về việc là mình đã giảm được 10 cân trong gì, trong 2-3 tháng này, đúng không ạ? Rồi là bệnh nhân lại nêu lên được rằng là nếu mà tức là cháu vẫn đủ cái khả năng để cháu đi học, cháu đi lên cầu thang, cháu đi tham gia thể dục, cháu chả thấy mệt mỏi gì cả, đúng không? Mặc dù là gì cái cân nặng của mình sút nhiều như vậy, đúng không? Thế đấy là một cái mà tôi thấy là rất là đặc biệt ở cái bệnh nhân này. Và bệnh nhân tìm cách từ chối những cái bữa ăn, ví dụ bệnh nhân luôn nói rằng là bị viêm dạ dày, bụng nào tướng hết nhưng không ăn được, đúng không? Cho nên là gì, nếu như các cô ở bên khoa dinh dưỡng hay động viên bệnh nhân ăn thêm thì bệnh nhân đều không ăn. Và bệnh nhân nói là ăn thêm thì sẽ đầy bụng khó chịu. Tiếp đến là đây bệnh nhân có cái tiền sử như này, tôi sẽ không trình bày chi tiết nữa, nhưng các bạn chú ý, các bạn nhìn vào cái phần tính cách này của tôi đó. Đó, bệnh nhân có một số cái đặc điểm, ví dụ như cầu toàn này, rồi hay có tính chất cứng nhắc này, đúng không ạ? Lúc nào cũng quan tâm chi tiết tỉ mỉ từng cái tiểu tiết một, đúng không ạ? Trong các cái cuộc sống hàng ngày là bệnh nhân quan tâm, bệnh nhân này trở thành một cái người mà rất là có quy tắc. Có lúc nào bệnh nhân cũng đạt đến sự hoàn hảo. Thành tích học tập thì luôn luôn xếp số 1 trong lớp, trong trường có rất nhiều bằng khen, đúng không ạ? Và thậm chí sau này bệnh nhân còn đi thi rung chuông vàng, thì bệnh nhân còn rất được giải rung chuông vàng. Ở đây chúng ta sẽ thấy là về gia đình, chúng ta thấy rất là đặc biệt ở chỗ là bệnh nhân có một cái chị gái sinh đôi với mình và có triệu chứng giống hệt bệnh nhân ở cùng một thời điểm. Và nhưng mà bệnh nhân này thì lại có gì ạ? Tức là có một chị cả, đúng không ạ? Nhà này có ba cô con gái, có một chị cả và có gì ạ? Có hai cô gái đằng sau là sinh đôi, cho nên là hai cái bạn sinh đôi này là lập thành một phe và đối đầu với chị cả. Đấy, kết với nhau rất là gắn kết. Thế và có một số các cái vấn đề mâu thuẫn khác đó là phần gia đình, các bạn lưu ý nhé. Ví dụ như là bố mẹ có vấn đề một chút với ông nội này, rồi là đọc được nhật ký của mẹ và trong cái nhật ký của mẹ thì mẹ cũng có viết một số vấn đề có mâu thuẫn với nhà nội này, vân vân. Thì ở đây là một số những cái yếu tố và đi kèm của tiền sử gia đình. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là ở cái vấn đề trong mối quan hệ xã hội của đứa trẻ thì cũng đứa trẻ này cũng không có nhiều quá nhiều bạn thân và cũng không chơi quá nhiều với các bạn bè hàng xóm xung quanh, đúng không ạ? Và cái tình trạng khám này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nói chung là người ta sẽ thấy các bạn khoa dinh dưỡng nhìn thấy là một tình trạng cân nặng rất là thấp, 2-3 cân trên thì một cái cầu cao 150, nhịp tim chậm có 60 lần trong một phút và không đều. Rồi ở đây sẽ nhìn thấy là hội chứng thiếu máu, ăn uống kém và có một tình trạng lạc khí sắc. Các bạn sẽ nhìn thấy xét nghiệm ở đây các bạn đi nhận lên thì nhìn thấy khá là rõ là có một tình trạng thay đổi càng về phía sau ấy, thì thể hiện cái tình trạng về rối loạn về chức năng gan là chính, đúng không ạ? Và albumin máu thì các bạn nhìn thấy là các bạn đang mua đánh bạc lên, đây là những chỉ số mà các bạn lưu ý để cho các bạn đọc, các bạn sẽ nhìn trên slide nhé, cô không phân tích vào cụ thể. Chỗ này thì các bạn sẽ thấy là có cái vấn đề của dạ dày, đúng không ạ? HP âm tính. Khoa dinh dưỡng, khoa tiêu hóa làm rất nhiều xét nghiệm cho bệnh nhân rất là đầy đủ. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái diễn biến thì các bạn sẽ lưu ý một chút là trong cái giai đoạn bệnh nhân nằm ở khoa dinh dưỡng thì có những cái tình trạng diễn biến về mặt cơ thể như thế nào. Và khoa dinh dưỡng kết hợp với khoa tâm thần điều trị phối hợp và bệnh nhân đã tăng được một cân trong 19 ngày nằm viện. Nhưng cái nhịp tim của bệnh nhân, các bạn lưu ý nhất có đến mức số 108. Bệnh nhân tự táo bón thì sau đó lại chuyển qua tiêu chảy cấp, rất là nhiều các vấn đề liên quan đến và vẫn đau bụng vùng thượng vị. Rồi các vấn đề về tâm thần thì hầu hết là cũng là các vấn đề về né tránh ăn uống và cái cảm xúc trầm so với lại trước đấy. Bệnh nhân này được chẩn đoán là chán ăn tâm thần và chúng tôi phải thuyết phục gia đình rất là nhiều lần thì gia đình mới đồng ý là trị liệu tâm lý cá nhân cho trẻ. Vì gia đình không chấp nhận cái chẩn đoán có chữ tâm thần mà gia đình chỉ chấp nhận là bệnh nhân bị cái vấn đề về ăn uống và đề nghị tìm ra cái nguyên nhân thực thể thôi.
thôi, đúng không? Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy là vậy thì cái chẩn đoán mà chúng tôi phối hợp với khoa dinh dưỡng đưa ra chẩn đoán đó là chán ăn tâm thần là gì, và cái bệnh lý này được phân loại như thế nào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là tôi đưa ở đây cái tiêu chuẩn của DSM-5 đấy ạ, để phân loại là cái rối loạn về ăn uống. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, trong cái rối loạn ăn uống của DSM-5 phân loại thì nó có rất là nhiều các cái chẩn đoán nằm trong nhóm này. Ví dụ như là ăn những cái vật thức ăn không phải là thực phẩm, ví dụ như là ăn tắc hay là ăn rau, ăn đinh, như là ăn một số thứ gọi mà trẻ em là vẫn ăn ấy. Các bạn vẫn có thể gặp những trường hợp những đứa trẻ nó ăn những cái hội chứng Piper, đúng không? Thứ hai là hội chứng nhai lạn, rối loạn nhai lạn. Và cái thứ ba nữa là D3.07.1, đây là chán ăn tâm thần, đúng không ạ? Và ăn vô độ tâm thần, được chưa? Chỗ này là chứng cuồng ăn rồi cái một số rối loạn không biến đấy. Thì hôm nay tôi chỉ tập trung với các bạn hai cái lĩnh vực mà phổ biến, đó là chán ăn tâm thần và ăn vô độ tâm thần. Và cái gốc chính của nó là chán ăn tâm thần thì tôi sẽ giảm là phần lớn 3/4 bài hôm nay tôi sẽ nói về chán ăn tâm thần. Sang đến phần mà ăn vô độ tâm thần thì tôi sẽ nói một phần cơ bản hơn, bởi vì nó có rất nhiều cái cơ chế cũng như là cái triệu chứng nó giống như cái bản chất nó gần như là chán ăn tâm thần, nhưng mà nó là nó thay đổi về mặt biểu hiện thôi. Tí nữa thì các bạn sẽ lưu ý. Thế sang tiếp theo là chúng ta, vậy thì đối với chán ăn tâm thần và ăn vô độ tâm thần là một trong hai rối loạn, là hai rối loạn nằm trong cái nhóm mà rối ăn uống được phân loại, thì chúng ta sẽ có những mục tiêu học tập hôm nay. Thứ nhất là trình bày được biểu hiện lâm sàng của chán ăn tâm thần, ăn vô độ tâm thần. Thứ hai là áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán để xác định được chẩn đoán và chẩn đoán được thể lâm sàng. Và thứ ba là xác định được nguyên tắc điều trị của hai rối loạn này. Đầu tiên thì ta sẽ vào phần khái niệm. Thì các bạn sẽ lưu ý giúp trong bệnh cảnh này, thì nếu chúng ta gọi đây là rối loạn ăn uống thì thực sự đây là một cái tên gọi mà chưa hoàn toàn xác đáng, chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì cái triệu chứng mà ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều thì nó chỉ là một trong các triệu chứng, và nó lại không phải là bản chất gì ạ, gốc rễ của bệnh. Như vậy là cái nếu đặt tên là rối loạn ăn uống là chúng ta chỉ nhìn vào cái đơn thuần một triệu chứng của nó thôi. Thế nếu bình thường là rối loạn ăn uống, tại sao nó nằm ở gì, ở bên lĩnh vực tâm thần học, sao nó không nằm ở các bệnh lý tiêu hóa hoặc là các bệnh lý dinh dưỡng vân vân, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là bản chất của rối loạn này, người ta cho rằng đây là một cái trạng thái ám ảnh sợ tăng cân, bao gồm nhiều hành vi nghi thức khác nhau và được thiết lập để né tránh một cái sự sợ hãi cao độ về tăng cân. Vì thế cho nên nó mới được phân loại là nằm trong các cái rối loạn tâm thần và được cái nhóm tâm thần đánh giá chẩn đoán quyết định cuối cùng và điều trị là vì thế. Và tiếp đến thì các bạn mới thấy là nếu như chúng ta sử dụng cái thuật ngữ là chán ăn tâm thần, thì nếu chúng ta hiểu theo một cái nghĩa gọi là nghĩa đen ấy, nghĩa và từng từ một ấy, thì chúng ta sẽ thấy là như vậy là bệnh nhân này không có cảm giác đói, bệnh nhân này bị thiếu hụt cảm giác đói, cho nên bệnh nhân mới chán ăn, hoặc là bệnh nhân bị suy giảm hoặc là mất cảm giác ngon miệng, đúng không? Cho nên bệnh nhân mới chán ăn, đúng không? Thì đây cũng không phải là một cái cách thức gì phù hợp để giải thích về bệnh lý này, mà ở đây tí nữa chúng ta sẽ xem là liệu bệnh nhân có đói không, có đúng là bệnh nhân bị thiếu hụt cảm giác đói không, thì hoàn toàn là không phải. Ở đây chúng ta thấy là ở đây xuất hiện một cái bệnh lý, đây chính là cái sự duy trì hằng định một cái ám ảnh trong suy nghĩ, kể cả tận trong những cái giấc mơ về cái thức ăn, và một cái sự tính toán một cách khổ sở là làm thế nào để kìm nén mạnh mẽ cảm giác đói nhằm né tránh tăng cân. Như vậy không phải bệnh nhân bị giảm cảm giác đói hay bệnh nhân bị thiếu một cảm giác đói, mà bệnh nhân vẫn có cảm giác đói, bệnh nhân phải làm mọi cách, phải nghĩ, phải hành động, phải gì ạ, ức chế, phải cản trở những cái ham muốn của mình, đúng không ạ, để làm sao mà kìm nén một việc là ăn để tăng cân. Đấy là bản chất của cái bệnh này. Vậy thì các cái rối loạn ăn uống thường khởi phát sau cái lứa tuổi dậy thì, một số trường hợp thì có thể xuất hiện ở cái giai đoạn trước dậy thì, đó là giai đoạn tiền dậy thì, nhưng mà rất hiếm, hầu hết là xuất hiện ở giai đoạn gì ạ, sau dậy thì.
Và đối với vị thành niên thì như tôi nói với các bạn là sẽ quan tâm đến hai cái hội chứng, đó là chán ăn tâm thần và ăn vô độ tâm thần. Còn đối với cuồng ăn tâm thần ở tuổi vị thành niên cũng có, cuồng tâm thần phân liệt khởi phát sớm ở tuổi vị thành niên cũng có, nhưng mà trong cái bài này tôi sẽ tạm thời là không giảm về cuồng ăn tâm thần, bạn học thêm. Những cái trẻ gái vị thành niên thì gặp nhiều hơn là trẻ trai, và người ta cũng thấy là